cái entity. Trên này chúng ta sẽ có thêm xóa sửa. Đây là nội dung chúng ta ôn tập lại ha. Thì trên này chúng ta sẽ có thao tác thêm xóa sửa. Get result, get scene, get parameter, set parameter, set first, set map. Mình sẽ lấy số lượng như thế nào, lấy dữ liệu đầu tiên, lấy set cái tham số đưa vào. Rồi mình có hôm trước mình nói đến cái gì, persist, merge và remove tương ứng với gì các bạn, tạo mới, insert into đó. Rồi cái lệnh merge này là update đó, tương đương là mình dùng để update dữ liệu vào data. Còn cái remove là tương đương với gì? Delete. Delete ở trong SQL. Ha. Ở bên này, begin, bắt đầu làm, commit là thực thi cái lệnh của chúng ta. Run back là gì? Trả lại. Nếu như mà cái lệnh của chúng ta thất bại, thì trả lại cái dữ liệu còn tốt trước đó. Ha. Run back. Trong phần này, chúng ta đã sử dụng cái select all from user all. Bạn có thể thay cái chữ all này bằng chữ khác cũng được. Bạn có thể thay chữ all này bằng chữ khác cũng được. Và hôm trước, mình đã sử dụng các cái câu lệnh như thế này cho cái bài lab 1. Đúng không nào? Đây, trong cái bài này mình đã sử dụng nè. Ở trong cái file trao nè. Mình đã sử dụng nó nè. Thứ nhất là cái câu mà GSQL mình đã tạo nè. Cái thứ hai, mình gọi cái Create Query nè. Cái query mình gọi là Read Result. Mình đang sử dụng đến những cái lệnh này nè. Thấy không? Mình đang sử dụng đến đây đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Ở chỗ này, khi mà chúng ta get list, tức là nó lấy nguyên bản. Còn nếu mà bạn get single ha, thì nó chỉ lấy cái đầu tiên thôi và nó trả ra một user là một entity. Còn get list là nó trả ra nguyên cái danh sách. Lớp có 40 bạn là nó lấy danh sách 40 bạn. Còn nếu mà get single thì nó lấy ra bạn đầu tiên. Được không? Rồi. Như vậy ở chỗ này, khi mà chúng ta muốn tìm kiếm chẳng hạn, ví dụ như chỗ này select all from user all, cái chỗ này quen không? Là mình mới vừa xài đó. Và nó thêm cái đoạn này vô nè, where all.admin bằng 2.run. Vậy thì cái chỗ này có gì lạ không nào? Select all from user all, quen rồi ha. Where là điều kiện. Điều kiện gì? Admin line. Trong SQL server là line. Còn ở đây mình dùng dấu bằng. Bằng, còn 2.run là nó đi cặp nhé. Không phải bằng 2 chấm. Bằng 2.run. 2.run là nó một cặp, nó dính liền nhau. 2 chấm cái thuộc tính nào? Bằng 2.run thuộc tính nào? Tại vì tại sao thầy nói đi cặp? Tại vì ở dưới này nó bằng chấm hỏi không. Ở trên này là bằng 2.run. Thấy không? Bằng chấm hỏi không, bằng 2.run. Cho nên là 2.run hay là chấm hỏi không, chấm hỏi 1 là nó liền cặp với nhau. Nếu như mình muốn chỉ định cụ thể cái tên của cái trường dữ liệu thì mình 2.tên. Ví dụ như là 2.fullname, 2.username, 2.id, 2.email, 2.password thì mình chỉ đúng cái tên của cái trường dữ liệu. Kịp không? Thì khi mà mình đặt ở đây là 2.run
thì dưới này mình sẽ set parameter ron bằng cái gì? Chữ ron này và chữ ron này giống nhau, nó là một. Parameter là tham số truyền vào. Còn nếu dưới này chúng ta không dùng chữ mà chúng ta dùng số thì nó là số 0, số 1, số 2, số 3. Tức là tham số ở vị trí đầu tiên, vị trí tiếp theo, vị trí tiếp theo nữa. Vị trí đầu tiên nó gọi là vị trí 0. Nếu như chỗ này bạn sẽ tìm kiếm với hai điều kiện. Where admin bằng chấm hỏi 0 and password bằng cái gì đó thì chấm hỏi 1. Tức mình đưa hai tham số thì sẽ có chấm hỏi 0, chấm hỏi 1. Còn nếu mà mình đưa chữ thì mình gọi đích cái chữ đó ra. Đúng cái tên của cái tham số chỗ này mình đưa cái gì? Chỗ này là ron thì chỗ này là ron. Chỗ này mình ghi là bé Hằng thì chỗ này là bé Hằng. Mình đưa cái tên của cái parameter là gì thì mình gọi đúng cái tên đó để mình truyền tham số vào. Được không? Rồi, như vậy thì mình sẽ thực hành cái chỗ này. Như vậy cái câu lệnh của chúng ta sẽ quay trở lại, mình sẽ lấy ra những ai mà có quyền là admin thôi. Còn những quyền khác mình không lấy. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ code lại tí xíu. Thầy dùng cái này cái tí nữa nó mất 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 con chuột của thầy luôn. À, nó thấy con chuột chạy chạy nhưng mà cái biểu tượng nó không không thấy. Thế mới đầu. Đây, rồi vô. Như vậy ở chỗ cái lớp down này nè, chúng ta sẽ viết một cái phương thức mới đi. Một cái phương thức mới. Thầy sẽ cũng là lấy ha, public list user. List user. Và thầy đang dùng ở đây là file file by ron. File by ron. Và thầy sẽ đưa cái ron vào đây. Colon ron. Sẽ thể tìm theo cái ron này. Và ở chỗ này thầy sẽ khai báo một cái câu lệnh GDBC. Thì thầy sẽ file by ron. Chỗ này là select user all. Đây câu lệnh của mình đây. Mình sẽ là where all.admin 2 chấm bằng. Đây. Mình sẽ sửa lại cái câu lệnh của mình chỗ này tí xíu. Không xong rồi, where where o.admin. Admin này là đúng với cái tên trường nhé. Tên trường ở trong cơ sở dữ liệu của mình bằng 2.ron. 2.ron. Và khi mà chúng ta thực thi dữ liệu, khi chúng ta thực thi, chúng ta sẽ chạy cái câu query này. Rồi xuống dưới. Ở bên trong chúng ta cũng sử dụng chạy cái câu query. Nhưng chúng ta sẽ sửa lại tí xíu. Câu query này chúng ta sẽ thực thi câu query của chúng ta là file by ron. File by ron. Và chạy trên cái thực thể là n là user. Và lúc này chúng ta chưa có kết luận liền mà chúng ta phải làm gì ở đây nữa? Chúng ta sẽ set parameter. Set parameter trước rồi chúng ta mới lấy kết quả. Như vậy chỗ này chúng ta phải có thêm một cái lệnh là cái query của mình này nè. Query.set
parameter. Vậy set cái gì? Set cái gì? Chúng ta set wrong. Rồi, set cái gì vô đây? Chúng ta lấy cái ron này nè. Chúng ta bỏ vô đây để chúng ta tìm. Đó. Chúng ta tìm theo admin hay là chúng ta tìm theo không admin. Tùy mình. Mình set by ron. Như vậy, mình có một cái danh sách mới. Bây giờ, ở bên chỗ cái lớp controller. Đến đây kịp không các bạn? Chỗ này kịp không? File by ron select all from user all where all chấm admin hay chấm bằng ron. Và xuống dưới này cái type query thì sẽ dùng đến cái câu lệnh là csql file by ron và thầy set cái ron cho nó. Ví dụ như chỗ này mình để là true thì nó đưa vô đây là true. Chỗ này mình để là phone thì nó đưa vô đây là phone. Bây giờ mình sử dụng cái này nè. Ra đây. Lúc nãy ở chỗ này. Ủa có khi thầy ghi nhầm không? À, để đóng mấy cái này lại cho nó khỏi nhầm. Rồi đúng rồi. Ở đây. Chỗ này là mình lấy danh sách là nguyên. Nguyên công ty. Được không? Bây giờ thầy sẽ có cái full length ron của thầy. Thầy set là true. Thầy muốn lấy true. Được không? Và thầy sẽ tạo ra một cái danh sách user. Danh sách user của thầy. Bây giờ thầy lấy chỉ những bạn mà có cái ron là true thôi. File by ron. Và thầy đưa, thầy muốn tìm cái gì thì thầy đưa cái ron vô đây. Như vậy mình có được cái danh sách mới chưa? Xuống dòng cái ha. Để cho nó khỏi nhầm. Được không? Như vậy thì lần sau này nè, mình chỉ xuất những user nào mà có cái ron là true. Rồi chạy lại nha. Đây. Chỗ này Thái Bình. Đây. Thái Bình là true, Thúy là true, chỉ có hai bạn thôi. Thì dưới này chỉ có Thái Bình và Thúy. Được không? Nếu như ở trên này thầy đổi cái yêu cầu, bây giờ không xuất ra admin nữa, mà xuất ra gì? Nhân viên. Phone. Chạy lại. Thì danh sách của chúng ta xuất ra những bạn mà không phải admin. Admin bằng phone, 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 phone. Kịp không? Bài này mình có thay đổi gì? Cái phần này mình thay đổi cái gì? Thứ nhất, bạn cần thay đổi câu lệnh của chúng ta. Câu lệnh này có gì? Có where. Tìm với điều kiện gì? Điều kiện admin bằng. Mình không có đưa trực tiếp vô, mà cái này mình sẽ đưa vô đó là một tham số. Mình thích truyền cái gì vào thì mình truyền. Kịp không? Kịp không? Được chưa? Rồi. Như vậy thì ở chỗ này file by ron, bây giờ mình không có dùng file by ron nữa, mà giả sử các bạn sẽ tìm giúp cho thầy public list user, bạn sẽ file by cái gì đây?
Ví dụ file by username ở trên ở dưới này mình có cái username phải không? File by username, ví dụ như vậy. Rồi chỗ này mình sẽ đưa cái gì vô đây? String. Rồi rồi các bạn thử code cho thầy file by username thì chúng ta sẽ return cái gì, đổi cái gì, chúng ta đổi cái câu à SQL. Rồi gì nữa? Cái này không có gì khác cả, hoàn toàn giống, hoàn toàn giống, không có gì khác hết. Nhưng chỗ này chúng ta sẽ đổi lại thành một cái string khác. Đổi lại thành cái gì đây? À, chỗ này mình sẽ là by username. Các bạn cứ ghi rõ ra đi cho nó dễ. Rồi, chỗ này by username. Chỗ này không phải là Ron nữa, mà chỗ này của mình và US name. À, bên kia nó có username không ta? Nãy thầy quên chú ý nó là gì, để chạy lại cái coi nó xuất cái gì ra vậy. Mình coi dữ liệu nó là cái gì để mình làm cho nó dễ. ID, password, full name. Ok, mình dùng full name và email. Mình file by full name đi ha. File by full name. Full name. Full name. Full name, full name. Full name. File by full name. Chỗ này mình sửa lại luôn, file by full name không phải là username. File by full name. Rồi. Full name bằng full name. Giờ mình đưa cái full name vào. Mình sẽ thử nha. Mình sẽ tìm bạn Kha coi thử có không. Rồi, ở chỗ này mình sẽ copy ở đây, đưa xuống đây. Bây giờ không còn là son nữa, mà mình sẽ lấy cái biến là full name. Chỗ này là string full name bằng kha chấm phẩy. Chỗ này mình không có file by Ron, mà mình là file by mình bị sai cái phương thức ở bên kia. Mình đổi lại cái phương thức cho nó đúng luôn. Chỗ này là mình file by full name. Mình file by full name để cho nó đúng. Ở bên này file by full name. Full name. Rồi. Chạy lại coi thử có không ha. Trong dữ liệu thì có rồi đó. Nhưng mà quan trọng là có hay không. Run. Rồi. Thứ nhất là toàn công ty, danh sách có.
Thứ hai là những bạn là nhân viên có. Thứ ba, không xuất được dữ liệu. Tại sao? Có Kha đây nè. Mà sao ở đây không thấy? Rồi. À, full name là Lê Minh Kha. Ok, mình chạy lại. Lê Minh Kha. Rên. Rồi, có. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho các bạn. Bây giờ thầy muốn tìm chữ Kha thôi. Hả? À, rồi, ok. Bạn nói với thầy rằng thêm dấu phần trăm, thêm ở đâu? Trước chữ Kha này. Trước chữ Kha này. Là phần trăm ở đây. Phần trăm ở đây. Hả? Nên thế không? Thêm ở đâu? À, thêm ở trong đào. Ok. Chúng ta sẽ xét ở ở đây thêm cái gì đây? Thêm ở đây đúng không? Thêm đâu? Xét parameter. Rồi, thêm gì? Ở đây phần trăm. Phần trăm ở đây. Này. À, chỗ này á hả? Nháy đôi phần trăm cộng với full name. Rồi, ok, test lại. Rồi, chưa ra. Nghiên cứu thử đưa chỗ nào. Rồi, đưa vào query. Bỏ cái này đi. Đưa ở đâu? Query trên này đúng không? Rồi, select sao? Where full name sao? Hả? À, thêm phần trăm vô đây. Không đúng. Tại vì cái này nó chỉ là một cái định danh thôi. Cái này nè. Nó chỉ là một cái định danh thôi. Cho nên mình thêm phần trăm vô đây là không đúng. Nó chỉ là một cái định danh để tham số truyền. Còn bạn truyền cái gì là truyền chỗ khác, không phải là thay đổi vô chỗ này. À, đổi dấu bằng thành like. Có không? Ok. Hả? Không, ở trong này thì nó không có đổi chỗ này. Mình có đổi là đổi chỗ khác. Rồi, ở chỗ này thì chúng ta sửa tí xíu. Thầy để nhầm cái chữ ký tự là GPQL. GPQL. Rồi, cái chỗ mà full name, nếu như mà mình muốn nó gần giống thì mình để là like. Không có bằng, bằng là chính xác. Còn like là gần giống. Và lúc mà mình gọi thì các bạn sẽ đưa cái phần trăm. Ví dụ là Nguyễn phần trăm là họ Nguyễn. Còn ở phía sau cái gì cũng được thì nó sẽ xuất ra cho chúng ta. Đó là cái phần mà chúng ta sẽ tìm kiếm đổi lại cái câu lệnh GPQL của mình.